tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành, và sẽ có người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó vào nhà nào thì các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, cái phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Vào tháng 2 năm 1988, tại Armenia, trong một trận động đất, để cứu sống con mình trong cơn vật vã vì đói khát, một bà mẹ đã lấy mảnh kính đâm vào ngón tay lấy máu nuôi con. Khi người ta tìm thấy bà mẹ và đứa con thì cả hai đã kiệt sức. Khi được hỏi tại sao bà lại làm như thế, bà không biết rằng mình sẽ hết máu và chết sao? Người mẹ trẻ liền trả lời: Tôi chỉ nghĩ đến một điều là làm sao để con tôi được sống. Câu chuyện giúp ta cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể và mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến với Ngài để được Ngài dạy bảo, yêu thương và nuôi sống bằng chính thịt và máu con Thiên Chúa. Các trình thuật tin mừng từ phép lạ bánh hóa nhiều, bữa tiệc ly, đến bữa tối với các môn đệ Emmaus đều cho thấy Đức Giêsu làm bốn động tác quen thuộc: cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao ban. Bốn động tác ấy trở thành biểu trưng cho việc cử hành thánh thể Đức Giêsu. Tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho mọi người là nền tảng cho sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại. Trong mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa đến cư ngụ giữa chúng ta. Còn trong bí tích thánh thể, Ngài lại ở với con người mọi ngày cho đến tận thế. Với ta, cầm lấy bánh là cầm lấy cuộc đời, cầm lấy những gì thuộc về mình, để rồi biết dâng lời chúc tụng về món quà Thiên Chúa tặng ban. Bẻ ra và trao ban của cải, thời gian, tài năng cho những người lân cận. Thật vậy, bí tích thánh thể là mình và máu Chúa Kitô, là lương thực thần linh nơi bạn sống mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Cây cầu hiệp thông đã được nối kết. Bạn có thể tìm đến gặp gỡ, kết hiệp nên một với vị Thiên Chúa sống động, gần gũi và luôn ở giữa dân người.
dù bạn là ai, như thế nào, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể là điểm hẹn cho bạn tìm đến và tìm về. Bạn hãy năng nhớ đến Chúa trong suốt ngày sống qua việc rước lễ hay việc rước lễ thiêng liêng giữa đại dịch. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã thương cho con có được mối tương quan tình bạn thân tình với Chúa. Xin cho con luôn biết tìm đến và tìm về điểm hẹn tình yêu thánh thể, nơi Chúa hằng chờ đợi con. Amen. Người ăn bánh này không còn đói khát chi. Người